Nó có nhiều cái mình không thể ngờ được. Bây giờ ta nói cho bạn nghe nè, bây giờ ta mới nghe đồn thôi. Báo chí ở nước ngoài kể cả mấy cái đài, ví dụ như là người về TV rồi Sài Gòn, Cali, TV, ai thấy được hay vậy? Là đưa ra con cái gì Phạm Thị Đoan Trang gì đó, Phạm Đoan Trang gì đó rồi đi qua Mỹ. Mà nó chụp toàn cảnh nó làm tao thiệt mày. Không biết nói sao, ta nói nhiều cái gì đó. Chỉ cần bên Mỹ viết thư sang là chính phủ Việt Nam cho Đoan Trang cho em sang với mù nấm luôn. Thiệt, theo quan điểm con là cho đi chứ ở bên gì? Bây giờ ở tù cũng phải nuôi. Không, cái chuyện cho đi là không có đi là không có được quyền của mình. Thế là mà mình quan điểm riêng của mình ấy. Quan điểm riêng của mình nó tại sao kỳ ta? Ở tù mày nuôi chú, tu cộng sản sướng mà. Trong cơm ăn nước uống người đứa tiền lính gác quanh năm chẳng mất tiền. Sáng bộ bụi quan công múa vỏ, nhiều nhổ vỏ như công chúa hái hoa. đang quên cho sang bên rồi thế này này. Con lạc cháu hồng, con rồng cháu tiên. Tổ tiên ta là dòng giống rồng tiên. Sang bên rồi á, ở bển á, cái xác cũng mang về được đâu. Giống như cù Huy Hà Vũ. Ông Vũ cho mình nói ông Vũ nha, cù Huy Hà Vũ. Bây giờ muốn về cũng về được. Ai cho mà về? Tổ tiên đó, ông bà đó vẫn ở Vũ Quang quê con mà. Vẫn là quê con Hương Khê, nhưng ngày xưa là cái huyện cái xã đó là gia đình của ông rất là danh giá lắm á. Thì đó, cung huyện ngày xưa là cung huyện, bây giờ tách ra là thành huyện Vũ Quang, ngày xưa là cung huyện Hương Khê. Thì bây giờ là ông cố, ông tổ, ông tiên thì vẫn ở Vũ Quang nha đâu. Rồi cô thì vẫn ở người đang bay về Hà Nội. Thì nói chung dòng tộc thì vẫn ở Việt Nam, đúng không? Đó là một cái điều con này nói là cái lòng kiên định. Khi đi mà lại ông đó thì cũng đi học sau thời Hòa Bình chứ không phải là trước đâu. Chắc có lẽ sau Hòa Bình à. Nhưng mà chỉ sang Tây có mấy bữa à. À thấy chú này, sang Tây học có mấy năm thôi, về tư tưởng lệch lạc liền. Đúng rồi, như tao hồi nãy tao nói mày đó. Đầu tiên là chống cộng theo kiểu ai vua. Ai vua để chi cho nó dễ sống. Bởi vì cái anh lạc bày anh vào trong một cái đám lợn thì chắc chắn là cũng chống được rồi. Thành ra ai vua cũng chống cộng chống đồ đi. Nhưng mà riết cái mỏ nó quen. Quen hiểu không? Có nhiều đứa ở đây toàn là học giỏi các cái mà trong lần qua Mỹ đi du học là sống lỡ mà sống gần cái bầy đó thì phải tống cộng để kiểu giống như tao cũng giống như mày mà trời ơi tao giống như mày mà đừng chửi tao này kia cái một ngày hai ngày rồi một năm hai năm riết cái rượu mà chửi tao chửi để chi chứng tỏ ta đây giống như mày hùa cho dễ sống riết thành quen miệng luôn thôi. Quan trọng là chú sống ở 40 năm ở Mỹ mà chú mua cái đó cái quý mà cụ Hi Hà Vũ mới sang Pháp có vài ba năm thôi là bị mua rồi đó. Mà không phải tự thành tư tưởng luôn nha, tức là hành người ta nói là nhân cách. Ê thằng Tiến Mạnh này sợ đá hả mày? Ông trưởng ông về được kìa, trời ơi ông thành cho cốt ông mới về. Đúng rồi đó. Ông về rồi. Đúng, ông về rồi, ông xác nhận điều ông về rồi. Thôi bây giờ này chữ sở kỳ quá, ông về là mừng rồi. Không thì ông đó, được về là mừng rất bởi mừng. Vì ta mới kia cái đầu trước là ông là người Việt Nam tự là nghĩa tận. À, đúng rồi, mà không bàn tới được, không bàn tới nữa. Nhưng mà mày thấy rõ ràng kinh nghiệm không? Khi nắm xương tàn rũ cốt cũng muốn nhìn là mặt cố hương cũng không nhìn được. Thành tro rồi sao nhận? Về sớm sớm như tao vậy nè, nhìn cái đã rồi ông địa đi, đúng không? Trời, nhìn ông đi qua bà đi lại, ta nói mày rồi, chị chắc cái ghế là trước này ngồi là thấy vui rồi đó. Mỹ làm gì có chuyện đó. À, ở trước cổng trường đại học Harvard á, con coi trên YouTube thôi, có một cái dòng chữ là gì, hãy tôn trọng sự khác biệt của người khác. Đúng rồi, đúng không? Đúng, nhưng mà nó đâu có tôn trọng đâu. Thì bản chất thì họ phải thua à? Không tôn trọng sự khác biệt à? Nếu mà khác biệt là diệt liền á. Khác biệt là diệt liền. Đó vậy chú là sống sót à? Thì tôi nói là nghe là ở Harvard cũng vậy thôi. Cũng mua bán bằng mình giả các cái đủ trò, chung vậy đâu có khác gì đâu. Ở Harvard xin nha, đại học danh tiếng của Mỹ vẫn bán bằng, vẫn làm sổ giả, rồi vẫn bằng, nói chung là tất cả tật đều giả mạo. Đó đại khái là vậy. Ở đây mình không quơ được ai nắm, ở trong cái Harvard nó vẫn có tệ nạn đó, mua bán bằng, ở đây báo chí nó đưa lên rồi. Mình không cổ suý cho tệ nạn. Mình không cổ suý tệ nạn, nhưng mà mình đừng có so sánh mà chắc chắn có. Chắc chắn 100% là có. Là bởi vì là báo chí nước ngoài, báo chí của Mỹ đưa lên, chứ là phải báo chí Việt Nam đâu. Có nghĩa là như vậy. Thành ra những người nào mà so sánh Việt Nam với Mỹ là toàn là lũ ngu.
là bởi vì sao? Thập khỉ quá mức tưởng tượng. Một cái thằng thì từ một đống đổ nát gây dựng lại từ chuyện có trở thành có, từ không trở thành có, còn một thằng thì nó vững chãi làm bá chủ thiên hạ cả hàng mấy trăm năm. Mình nó so sánh toàn nó so sánh với Mỹ không? Nó không có so sánh với bất cứ thứ nào, nó chỉ có lấy Mỹ ra so sánh. Nhưng mà ta kể cho tụi mày nghe cái gì này. Nước Mỹ không có cửa gì gì nào. Ta nói thiệt, ta nói thiệt. Ta chỉ sơ sơ thôi. Cái sự tiện dụng của Việt Nam nước Mỹ không bằng. Nước Mỹ có bao giờ ăn tươi bún riêu mà bắn tiền chéo chéo không? Nhiêu gì? 35.000 hả? Đọc đi, bắn vô. Rồi dính liền rồi. Nước Mỹ không có. Rượu tiếu rồi nha. Bây giờ có cái vụ của bạn rượu qua cửa hàng rồi bán nó cũng có dán mã QR rượu trước cửa vậy đó. Đàng hoàng xong rồi. Gì vậy? Cái buồn cười lắm, có nghĩa là nó dán cái mã QR trước cửa tiệm đó, rượu mà trả tiền mà có đó cũng được. Đồ áp bỉ. Hàng ăn làm gì có cái chuyện đó. Khổ. Nhiều cái mà tao không muốn kể ra tôi bị nhột. Cha ông mình á dài những câu rất thông thường. Mà tại nhiều người không có học thôi, có những câu mà phải nhớ suốt trọn đời. Chó không chế chủ nghèo, câu đó cực kỳ thấm thúy. Cái thứ nhất là nó coi như đó là một cái câu để mà dạy dỗ con người, dạy dỗ con cái, cũng như dạy dỗ mở rộng ra. Nói Bác Hồ là nói rộng ra đấy, trong cuộc tiếng của mình là nói rộng ra, tức là nước này không chế nước kia, hoặc là mình sống ở đất nước khác cũng không dò mỏ về mà chửi bới mà xuyên tạc một kiểu đất nước. Nếu mà mình nói cái câu mà mình thuộc lòng cái câu mà chó không chế chủ nghèo thì câu đó là nói về trong gia đình, tức là cha mẹ sinh mình ra đã là một niềm hạnh phúc cho cái hình hài này. Con không chê cha mẹ khó. Chó không chê chủ nghèo. Đúng rồi, chính xác. Chính xác. Câu nói chú nói, con nói không nhớ hết nhưng mà chú nói câu đó đúng. Con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo. Câu nói đó rất là hay chú ạ. Từ cái chỗ thế này nè. Cha mẹ mình được sinh ra mình, cho mình cái hình hài, nuôi mình từ bỉm sữa, cho ăn cho bú, nuôi lớn lên dạy cho mình biết nói. Thực chất là mình có tiếng nói là mình đã kiếm được tiền, đúng không? Có nhiều người dùng giọng nói để làm nhà văn, có nhiều người dùng giọng nói để làm ca sĩ, có nhiều người dùng giọng nói để làm MC. Và hầu như cha mẹ đã cho mình đến 90% để sinh tồn trên cõi đời này. Mà con là 99% là đúng hơn, đúng không? Vì có nhiều người, có những bộ lạc ở trong rừng họ không biết chữ, họ vẫn sống mà. Nói sơ qua hồi nãy giờ nói cũng khá nhiều về ngày qua như là bên Mỹ rồi mình không bông rơi. Sáng nay tao mới đọc nguồn tin thì bên Mỹ nó xảy ra một cái vụ này nè, mà Việt Nam thì là cũng không có đâu. Có hai vợ chồng già bị đứa con ruột của mình đuổi ra khỏi nhà, chiếm đoạt tài sản, chiếm cái căn nhà. Tao có đăng lên rồi đó. Con đuổi cha mẹ luôn. Con đuổi cha mẹ luôn. Bởi vì nước Mỹ hiện giờ nó giống như là một cái mình phải nói sao ta, không thứ gì không có. Từ bắn chó, bắn mèo, bắn nhau, bắt bớ vô tớ hạm, nói chung là thậm chí nhiều khi bu lít bây giờ nó phải bắt buộc nó kia, nó phải thỏa mãn tình dục nó mới cho đi. Nói chung là tất tần tật đều có cả. Và hầu như những cái đó là hầu như không ai biết. Tao đăng lên một loạt video đó thì nói như vậy để tìm hiểu là mình là người Việt Nam, trước khi Mỹ quyết định hoặc là đi qua Mỹ sống hay là cái gì đó, ở đây ta không chê nước Mỹ xấu, có nghĩa là đã là xã hội thì đương nhiên tất cả mọi việc trên xã hội nó có thể xảy ra nước này thì nó cũng có thể xảy ra nước kia, nó đơn giản vậy thôi. Chào mọi người chú. Chào lại tất cả mọi người. Chào chú Hậu Nhàn. Chào chào chú Hậu Nhàn. Dương Anh là gì đây? Eban gì đấy? Em cũng nghe ban hả? Rồi, chào mọi người nhé. Rồi để cho con nói cái ý này nữa này. Tức là con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo. Thế là nếu như mà không thuộc câu đó, nó phải xảy ra một trường hợp thế này. Nước Mỹ là nước giàu nhất hành tinh, chẳng có ai nói là nước Mỹ nghèo hơn cả. Vậy thì có khoảng 200 quốc gia thì có 199 quốc gia nghèo hơn. Cứ chạy thang Mỹ chỏ mỏ về cái nước mình nghèo thì thế giới này thì chỉ có tồn tại khoảng trong vòng khoảng 40 nước gọi là có nền kinh tế trung bình và phát triển, chú có nghe nào? Thì còn lại khoảng 160 nước là họ vẫn là thuộc tốt nghèo thôi. Đấy.
mình cho là 50 nước đi, 50 nước là thuộc dạng trung bình và khá tốt, còn lại 150 nước vẫn là thuộc dạng nước nghèo. Thế khi và nước Mỹ thì hợp Trung Quốc, cho nên là theo con biết sơ sơ là nước Mỹ là tất cả mọi quốc gia trên thế giới đều có người sống ở Mỹ. Đúng rồi, đúng vô. Thế cứ bước sang đó là thấy thiên đường là trỏ mỏ về chế tổ quốc là thế này thế kia. Ê, có nhiều người còn xuyên tạc nữa, tại sao không phải là giống Mỹ để giàu như Mỹ, cả thế giới này cũng phấn đấu giàu bằng Mỹ mà cũng chưa ai giàu bằng Mỹ cả. Nó có cho giàu đâu mà giàu. Là bởi vì nó thuộc về ông chủ rồi, nó chỉ đâu, nó bắt mày làm gì phải làm được. Nó thậm chí một cái thằng mà coi như là ngày xưa bị hai quả bom của Mỹ, mà thậm chí nhiều khi không dám bây giờ, tới bây giờ 50 mấy năm rồi mà người ta vẫn không dám kêu tên thằng Mỹ ra, tao nói tại vì mày nổ bom tao, không dám nói luôn. Thấy không, đó là nước Nhật, làm mày như vậy. Thậm chí cái hàng nước chỗ nói rồi. Việt Nam thì không, bắt đầu từ phút này chúng ta đã độc lập, chúng ta tự do, chúng ta là một nước nguyên vẹn lãnh thổ, không có sợ thằng nào trên đời nó thẳng vậy, mà không có khe nào trên đời. Thích thì chơi, không thích thì không chơi. Nếu chơi về lợi ích kinh tế hai bên cùng có lợi thì chơi, còn mày bắt là rủ về tao đi vô trong cái chuyện mà một cái gọi cái gì kia, một cái gọi là để mà tạo ra một cái sự hiềm khích của chiến tranh hay cái gì đó, thì miễn mạc đừng vô đừng chơi. Đó, cho nên là cái người Việt Nam thì người ta nói ca dao Việt Nam, mà được phải nói là ca dao Việt Nam cũng phải đưa vào cái gọi là di sản văn hóa thế giới. Thì có những câu người ta dạy từ nhỏ cho mình, con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo. Câu đó là một câu rất là hay, là bao giờ cũng lấy gia đình làm cái trung tâm. Hay đó là cái ngạn ngữ. Đúng rồi, làm trung tâm, lấy gia đình làm trung tâm. Con cái bao giờ cũng phải yêu thương cha mẹ, đúng không? Mình nói chút xíu về gia đình đi. Đường cái là hạnh phúc là gia đình ta bên Mỹ, nó vẫn còn giữ nguyên một cái nét gọi là văn hóa Việt Nam. Còn đa số, hầu như 80-90% là những người Việt ở Mỹ, họ bị lai căng và họ thiếu mất đi một cái vấn đề coi như là cái sự gọi như là người Việt là hay nói là cái sự là tứ đại đồng đường, có nghĩa là cha truyền con nối rồi như kia, nó không còn gì đó. Nói một cách khác được cái thể hiện mà cái bữa cơm chiều của gia đình Việt Nam thực sự là một cái bữa cơm đầy rất ý nghĩa. Cha mẹ vợ chồng con cái cháu ngoại cháu nội cũng quay cùng trong nhà tôi, có những cái chuyện ở xã hội họ bàn tán ra nó được rất là vui vẻ. Ở Mỹ kiếm bữa cơm nó không ra, nó hẳn là như vậy. Rồi xong rồi nó có một cái tiếp cách là cái nước Mỹ nó có cái chuyện tự do cá nhân nó quá chớn, thành ra vì do nó mất đi khi anh 18 tuổi cha mẹ nói chuyện con cái nào nghe, và nó có những cái là nó chỉ trông chồng nó trông chờ là đủ 18 tuổi để nó thoát ra gia đình. Nó khác hoàn toàn văn hóa của người Việt. Văn hóa người Việt tao đã từng chứng kiến ông bà ở nhà có dâu có rể mà kêu nó đuổi đi, nó mặc dù nó có tiền đó nha, nó mua nhà mà nó không chịu đi, nó vẫn ở trong nhà với ông già bà già. Linh chi sớm hôm tắt lửa tắt đèn, cha mẹ nó có bệnh gì, nó có một cái sự lo lắng cho người thân mình không hề nhỏ. Nhưng mà có những ông già bà già ra riêng, con cái nó bỏ đi hết, ông già bà già thậm chí nhiều khi cô đơn bị stress tâm thần, và những người có nhiều người bị chết và các tuần lễ sau mới tắt. Cái con cái nó không về. Ở Việt Nam là gì có chuyện đó, nó khổ lắm. Nói về bản sắc văn hóa gia đình thì đất nước ta là theo quan điểm con vẫn là đứng số 1 thế giới. Nước Mỹ có thể là giàu tài chính, nhưng Việt Nam về hạnh phúc Việt Nam thì ở châu Á cũng đứng đầu. Và cái truyền thống văn hóa dân tộc lấy gia đình làm cốt lõi, gia đình là tế bào của xã hội, thì con nói Việt Nam đứng đầu bảng. Con nói phải khẳng định là đứng đầu hàng đấy. Vì thế này, bao giờ cái này là một cái truyền thống cần phải giữ nha chú. Cái này cái hay này là nước Mỹ thì là tự do, là 18 tuổi là con cái có quyền tự do, có quyền quyết định cuộc sống của mình, có thể là đi ra khỏi nhà đi thuê mướn nhà để ở tự do và tự lo cho lo liệu cho cuộc sống. Thì cái đó mình quan điểm là mỗi nước thì có một cái quan điểm riêng như thế, hoặc là có một cái văn hóa riêng như thế, mình cũng thể nói được văn hóa là văn hóa tự do, cái đó cũng
họ mình nói dở họ nói tốt thì sao được, đúng không? Nhưng mà ở văn hóa của Việt Nam á thì người ta nói họ lại nói mình dở họ hết. Nhưng mà thực chất thế này, đời người kiếp người, chào mọi người, kiếp người sống một lần, thế hệ này phải lo hỗ trợ cho thế hệ khác, trẻ cây già cây nó như đấy, đúng rồi. Thế thì ví dụ một đứa trẻ ở Việt Nam đó 18 tuổi thì cha mẹ vẫn lo cho anh học đại học. Anh học xong rồi đại đa số là cha mẹ phải dành dùm rồi gom góp để cho mua cưới cho con vợ. À 24 25 như đó, con trai con gái ở Việt Nam thường 24 25 26 là lấy vợ lấy chồng rồi. Thì vì thế này, vì cha mẹ hỗ trợ cho tiền học là không phải nợ. Rồi có thể là cha mẹ mua xe, mua cỏ, mua nhà cho, không phải nợ. Rồi là cưới vợ cùng cha mẹ cũng lo cho luôn. Cho nên là mỗi cặp vợ chồng, đại đa số mỗi cặp vợ chồng khi lớn lên trưởng thành, lấy vợ gả chồng đều có cha mẹ hỗ trợ rất lớn. Thì đó là một cái nét văn hóa, chứ một đứa trẻ mới 18, 20 tuổi sao mà gánh vác một cái việc lớn là mua nhà này, vừa mua nhà này, vừa lo việc học này, vừa lo cưới vợ này, đặc biệt là cưới vợ xong phải đẻ con nữa. Như vậy là ở Việt Nam cái tuổi sinh đẻ rất là sớm, đó rất tốt cho việc mà gọi là sinh ra thế hệ trẻ để mà kế thừa cho những thế hệ trẻ, kế thừa cho đất nước. Thì ở Mỹ thì để mà có được tất cả những nhà cửa học hành xong thì theo có nghĩ phải ngoài 30 tuổi họ mới, nếu đứa giỏi á, thì máy chăng thì mình có được những thứ đó. Tôi là lấy vợ gả chồng cũng phải tự lo tự lập, thậm chí là nuôi con đẻ con ra cũng phải tự lo tự lập. Ở Việt Nam thì có ông bà nội ông bà ngoại cũng hai bên cùng nhau để mà chăm sóc, cũng hỗ trợ rất nhiều chứ chú. Thế thì một cái đứa trẻ, một cậu thanh niên ở Việt Nam được hưởng thụ, nó thực chất họ được hưởng thụ nhiều hơn ở, theo con quan niệm con phải được hưởng thụ nhiều hơn ở Mỹ. Trong lúc một người ở Mỹ 18 tuổi ra là phải lo cơm áo gạo tiền để lo ăn học. Để tao nói cho mày, đúng không? Để tao nói cho mày một xíu. Ừ. Để trả lời cho đúng rồi chú Nhan, con cũng là không chuẩn bị, có lộn chỗ này, trẻ cầy cha già cầy non, đúng rồi. cảm ơn chú nhiều. Dạ. Đúng quan điểm con vậy, đúng chắc đúng chú Nhàn ha. Thế nên là mình phải hỗ trợ để giới trẻ phụ nữ mà sinh trước 30 tuổi chú. Để trả lời cho một anh chàng tên là Thành Hoàng hay Thành Hoàng vậy nè. Chú cầm cho hỏi Nam Sơn Nguyễn Tấn Trí có được nhập quốc tịch Việt Nam không ạ? Để trả lời cho câu hỏi này thì thật sự mà nói là chú không biết ông này là ai, và chú cũng không quan tâm tất cả mọi người ở trên phía bên Mỹ, nó hẳn là như vậy. Với lại cái thân của tao lo tao chưa xong ở rồi mà tao không biết đều, tao không có đòi, tao cái đánh tao kỳ á, tao không có quan tâm nữa, người nào mà tao không đáng quan tâm, nó hẳn là một cách như vậy. Còn cái chuyện của ổng thì ông này thì như là hồi xưa cũng làm truyền thông bên Mỹ đó. Thế thôi, tao chỉ biết vậy thôi, trong ngoài ra tao cũng không cần biết ông là ai. Thế rồi cái nói như vậy để cho mày hiểu rằng ở nước Mỹ nó có cái gì. Mày có con, mày có cháu ngoại, nó không đơn thuần ở Việt Nam. Mày nhớ cháu ngoại mày, mày nhớ con mày, mày tới mày thăm, mày tới xin phép. Có nghĩa là gì, mày phải gọi điện trước cho nó. Nếu nó chấp nhận mày tới thì mày mới tới được, còn nó không chấp nhận mày không có tới được. Cái thói ở nước Mỹ. Ở Việt Nam mày ông ngoại, ông nội, bà nội tới nhà để thăm cháu, ai dám cản? Mày thấy ai dám cản? Không, ở nước Mỹ nó cản được. Nó khổ vậy. Ở Việt Nam đại đa số là sống là theo phong tục tập quán là tam gia đại đồng đường. Tứ đại đồng đường luôn, tam đại đồng đường, tứ đại đồng đường luôn. Thường thường thì bố mẹ sống con út, sống con cả. Ở đây nó có nhiều sự khác biệt đó. Nó một cách khác nữa, cái văn hóa Việt Nam này rất là hay cái này. Thí dụ hôm nay cúng ông nội thì cái thằng trưởng tộc là cái thằng con trai trưởng á, nó tới nó tổ chức cái đám giỗ. Thì các anh em con cháu nó về ở chỗ cái đám giỗ, cái nhà đó gọi là nhà từ đường để mà anh em hoặc là bạn bè của nó mời xuống, rất là lớn. Ở Mỹ không bao giờ có chuyện đó, không bao giờ có chuyện đó.
và hầu như nó mai một đi, và thậm chí má tao nè mà mất rồi thì mạnh đứa nào đi lấy thờ và mạnh đứa nào nó đi cúng bên Mỹ không có cái thời gian để mà hội họp được với nhau là bên Mỹ chứ bên Mỹ á nó khác biệt ở Việt Nam. Ví dụ cha mẹ chết bà ngày giỗ chị cơm của bà của ông thì con cái có nhiệm vụ tới một người anh trưởng hay là gì để một chị cơm. Ở Mỹ không có. Ở Mỹ là ai cũng phải có bị mưu sinh mà ai cũng phải đi làm, ai cũng muốn cái chuyện này cái chuyện kia, cái chuyện không có gì đâu xảy ra, nó buồn lắm. Nhưng mà thôi đừng có kể cái chuyện văn hóa khác biệt, văn hóa khác biệt đủ thứ phải chấp nhận thôi, phải chấp nhận thôi, anh ấy mày phải chấp nhận. Nhưng mà hiếm ai nghĩ đến cái chuyện đó, không ai nghĩ tới cái chuyện đó cả. Chỉ có mấy ông già người ta ngồi nghĩ ra những chuyện xưa, những chuyện chú bác, những chuyện già lớn tuổi này kia thì mới bàn chuyện hao hao, chứ còn thực chất mấy bọn trẻ vậy nó không cần biết, nó chỉ biết lo cho thân nó mà thôi. Bản thân nó ra đời để kiếm sống là nó không báo mình là mừng lắm rồi, và thế thôi. Thì ý con nói nãy là làm gì làm cho phải bảo tồn được cái văn hóa người Việt, tức là hồi nãy là trẻ cây cha già cây non đó, theo chú Nhàn mới báo lại là đó. Thì đó là một cái văn hóa đẹp, thì để mà có những cái thế hệ trẻ tiếp nối mà nó hoàn hảo thì phải được hỗ trợ, và giới trẻ được sinh con lấy vợ lại chồng sớm thì được cha mẹ hỗ trợ, nó cũng bớt cái nỗi lo, bớt cái nợ nần, để sau này con ra đời có nghề có nghiệp và chỉ lo mình ăn. Mà đặc biệt thứ hai chú này, khi đã có nhà có vợ có con có gia đình được bố mẹ hỗ trợ đi làm có lương, có thể hai vợ chồng nó làm nó xài hết cũng được nữa, tiêu hết đấy, tiêu dùng cũng là một cái vấn đề kích thích kinh tế. Thì hai vợ chồng ví dụ như có nhà có cửa bố mẹ lo, có vợ có con ông bà chăm cháu cho nữa, thế thì đi làm được 30-40 triệu chứ đấy, vì trung bình là 15 triệu thì 20-30 triệu, tiêu hết cả 15-30 triệu đó vẫn là happy, vì tiêu đi rồi về nhà vẫn có nhà để về, chú có nhận không? Mà cũng phải nên tiêu để mà kích cầu kinh tế. Cho nên là nói là nước Mỹ thì bắt mọi người phải nợ, nhưng cái nợ cuối cùng là phải trả lại cho nhà banh, mà không có tiền để mà tiêu, cái đó cũng là cái hạn chế để ai ở nước Mỹ cũng đều bị bảy nợ cả, bảy nợ phải không? Cho nên nợ quá lo để trả nhà banh, không đi tiêu dùng, không có tiền để tiêu dùng thì không kích cầu được, gọi là khai phá sản tịch thu hết thế thôi. Cái ý này cũng hay nha, con tự nhiên con nghĩ ra hay chứ, nếu mà mình cứ lo để trả nhà banh mà không có tiền để tiêu dùng cho nhiều thì cũng không có kích cầu được, đúng không? Thì ở California thì có trường hợp là anh đi xe Mercedes, anh đi VN rất là vui, nhưng mà khi anh vô gỡ trần phía sau ra thì còn là bị gói, không đủ nổi, có chuyện là như vậy đó. Cho nên chú thấy là ở Việt Nam thì chú thấy là từ ngõ hẻm đến ra đường lộ lớn, nơi nào cũng có quán xá và người tiêu dùng rất là đông, quán nào cũng đông, cà phê cũng đông, đặc biệt quán cà phê đang ngồi đây cũng đông người này, quán nhậu cũng đông, tạp hóa cũng đông, siêu thị cũng đông. Bởi vì cái nền tảng là mỗi người Việt Nam họ đều có nhà có cửa rồi, phải có tiền dư thì mới đi được chứ chú, đúng rồi, phải có tiền dư và có những cái gia đình ổn định thì họ cái đó họ mới dành có những khoản tiền để đi tiêu dùng, rủ bạn bè đi uống bia hoặc là đi sáng ra ăn phở hoặc là đi tiêu dùng uống cà phê hoặc là tiêu dùng đủ thứ. Đặc biệt có một thứ mà ở Việt Nam đó là các khu du lịch lúc nào cũng đông nghẹt người. Ok, thì cái line này cũng khá là dài, cũng tán gẫu cũng khá nhiều chuyện kêu là bất phép á. Cho nên rồi giờ thôi ok, cũng tạm dừng lên cho mọi người ha. Rồi. Bye bye mọi người. Chúc mọi người luôn luôn tràn đầy yêu thương, tràn đầy hạnh phúc vẫn như cũ. Rồi chào mọi người nha. Bye. Có gì đó ngày mai nếu mà gặp lẽ uống cà phê với nó nữa thì làm tiếp tục. Okay. Xin lỗi mọi người, bữa nay mình nói tiếng kiều khà quá. Ok.